Rồi hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho em là học cái bài đầu tiên hình học của tháng 9 chân trời sáng tạo. Và rồi em chờ thầy tí xíu nha, để thầy phàn là thầy tớp lại cái. Rồi. Chân trời sáng tạo ha. Rồi ta sẽ đi vào bài số 1, đó là tỉ số lượng giác của góc nhọn. Rồi thì cái nội dung này nó cũng nằm trong sách giáo khoa ha, chân trời sáng tạo của mình. Rồi. Đấy. Thì nó nằm mà nó chia thành hai phần đại số này là chương 1 2 3. Còn hình học đó là chương 4. Đó là trang 59. Đó, hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đó, bài đầu tiên là tỉ số lượng giác góc nhọn. Đó, thì giới thiệu cho xem. Chúng ta phải học kỹ sách giáo khoa mới này nha. Sách này thì chưa có bán đâu. Nó chỉ là có trên mạng để cho mình tham khảo thôi. Rồi. Tại một thời điểm, mình xem phần thứ nhất ha. Cái phần đầu tiên này á, là mình hiểu nó là như thế nào. Đó là nó có chú thích nè, đó là hoạt động khởi động gợi mở vấn đề dẫn dắt học sinh vào bài học. Đó. Gợi mở vấn đề dẫn dắt học sinh vào bài học. Rồi. Như vậy, tại một thời điểm khi những tia nắng chiếu cây và bóng tạo thành tam giác vuông như hình bên. Đấy, mình thấy nha, cái cây giống như là AB, AC đó, bóng của nó là A phẩy B phẩy dưới AB dưới A phẩy B phẩy. Rồi, với góc C bằng góc T phẩy, so sánh các tỉ số lượng giác AB chia AC và A phẩy B phẩy chia A phẩy phẩy. Cái này thì chúng ta sẽ được làm phần phía dưới, nó chỉ là gợi mở cho mình thôi, chứ mình không có cần phải giải cái này liền ha. À, giờ mình đi vào nội dung đây. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn. Rồi, nhìn cái hình kế bên ha. Cho góc nhọn M O N, đây thiếu chữ O nè, hiểu không? Đây thiếu chữ O. Rồi, M O N. Đấy, tức là cái này là phải có chữ O vô nữa nha. Rồi, M O N. Rồi, để thầy bổ sung vô. Rồi, cho góc nhọn M O N bằng alpha. Lấy hai điểm A và A phẩy trên tia ON, kẻ đường thẳng qua A và A phẩy, vuông góc với ON, cắt OM lần lượt tại B và B phẩy. Đó. Thí dụ trong quá trình thầy giảng có chỗ nào mà em không rõ em cứ cứ nói nha, tại vì thầy gỡ cái telephone ra đó, cho nên em có gì cứ nhắn tin vô cái là hiện lên là thầy sẽ nghe. Thầy đeo cái telephone nó cũng khó nên nó cũng nhức cái lỗ tai, cho nên thầy mở ra nha. Có cái gì mình không hiểu mình cứ hỏi nha. Rồi, có câu A, nó có nhận xét gì về hai cái tam giác OAB và OA phẩy B phẩy. Đó, mình có nhận xét gì về hai cái tam giác đó. Cái câu A là nó hỏi là như thế. Rồi, so sánh các cặp tỉ số O AB, AB chia cho OA, A phẩy B phẩy chia OA phẩy, OAB chia OB, A phẩy B phẩy chia OB phẩy, OA chia B, OA phẩy chia B phẩy. Thì mình đã học cái chương trình của lớp lớp 8 rồi, đúng không? Đấy. Thì mình biết rồi, cái hai tam giác này nó sẽ là đồng dạng với nhau, cho nên những cái cặp đó nó sẽ bằng nhau, tỷ lệ với nhau, cho nên nó bằng nhau. À. Rồi, ta đi vào câu A trước nè. Rồi, để hướng dẫn cho ha. Câu A trước.
Rồi, câu A nó như thế nào? Rồi, xét nè. Đó, tức là mình xét cái tam giác, xét cái tam giác OAB và cái tam giác là O A phẩy B phẩy có đó góc OAB OAB bằng OA phẩy B phẩy OA phẩy B phẩy là cùng bằng 90 độ. Đó là giả thiết. Và góc O là góc chung. Vậy mình sẽ đọc đó là AOB và A phẩy OB phẩy là góc chung. Rồi, theo như lớp 8 là mình biết rồi, đúng không? Hai tam giác này nó có hai góc bằng nhau. Vậy hai cái tam giác này nó sẽ đồng dạng với nhau, đúng không? Theo trường hợp là góc góc. Đó. Đồng dạng với nhau theo trường hợp là góc góc. Rồi, tức là nhận xét là hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. À, tức là chúng ta nhận xét đó là gì? Trả lời đó là nhận xét đó là gì? Đó là hai tam giác OAB và OA phẩy B phẩy á là đồng dạng với nhau. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành câu A. Câu B nó kêu là so sánh các cặp tỉ số này thì theo câu A đúng không? Thì ta có hai cái tam giác này nó sẽ đồng dạng với nhau. Đó, cho nên mình mới suy ra các cặp cạnh đó nó tỷ lệ với nhau. Tức là AB chia cho mình chia thẳng luôn mình chia cho mình ha, AB chia cho OA. Đó thì bên nè, tức là gì? Giữa cuối chia cho đầu giữa thì đây sẽ bằng giữa cuối chia cho đầu giữa. Tức là A phẩy B phẩy chia cho OA phẩy. Rồi và tương tự AB chia cho OB bằng A phẩy B phẩy chia cho OB phẩy. OA chia cho OB bằng OA phẩy chia cho OB phẩy. Đó. Rồi, cái này là cùng bằng tỉ số đồng dạng. Rồi, đó là chúng ta so sánh các cặp tỉ số là nó bằng nhau. Là chúng ta hoàn thành được câu cái phần cái ổ khóa này, tức là cái gì? Tức là hoạt động khám phá, tức là gợi ý một số vấn đề giúp học sinh tìm ra kiến thức mới. Tức là mình làm cái này mình mới hiểu được cái kiến thức mà nó bắt đầu đi vào nha. Rồi ta sẽ đi vào phần tiếp theo, đó là hoạt động khám phá nha. Rồi, cho tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng alpha, đây hình kế bên hình 2 đó, thì ta gọi AC là cạnh đối của góc alpha. AC là cạnh đối, còn AB gọi là cạnh huyền, cạnh kề, còn BC mới gọi là cạnh huyền nha. Ở đây nó không nói BC, mình phải hiểu BC là cạnh huyền. Rồi từ cái hoạt động khám phá thứ nhất đó, thì chúng ta thấy là trong các tam giác vuông cùng một góc nhọn alpha thì các tỉ số lượng thì các tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền, cạnh kề và cạnh huyền, cạnh đối và cạnh kề và cạnh đối của góc nhọn alpha đó là không đổi. Đó, các cái tỉ số này là không đổi, tức là mình hiểu trong tam giác này tỷ số giữa nếu mà một thiếu bất kỳ một tam giác vuông nào có cái góc alpha như này thì các cái tỉ số của nó là không đổi. Cho dù mình vẽ to hay vẽ nhỏ đi chăng nữa mình chia nhau là không đổi, thì các cái tỉ số lượng giác trên người ta gọi là tỷ số lượng giác, các cái tỉ số trên đó, thì người ta gọi là tỷ số lượng giác. Tỉ số là chia hai cái gì chia với nhau đúng không? Lượng giác tức là nó liên quan tới cái đại lượng liên quan tới góc đó thì người ta gọi là tỷ số lượng giác của góc nhọn alpha đó. Đó, của góc nhọn alpha đó. Rồi, đó là cái nội dung nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái tiếp theo. Đó là cái hình cái bóng đèn, tức là kiến thức trọng tâm. Đó, bóng đèn là kiến thức trọng tâm. Rồi, cho góc nhọn alpha xét các tam giác ABC vuông tại A, đây giống hình 2. À, rồi, góc ABC là bằng alpha, ta có là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền.
đối chiêu huyền, hiểu không? Đối chiêu huyền được gọi là sin của góc alpha, ký hiệu là sin alpha, tức là sin pha là đối là lấy AC, chiêu huyền là BC, và tỷ số lượng giác giữa cạnh kề qua cạnh huyền được gọi là cosin của góc alpha, ký hiệu là cos alpha, thì nó sẽ bằng là kề chia cho huyền, kề là AB, huyền là BC. Rồi tỷ số lượng giác, tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tan của alpha, ký hiệu là tan alpha, tức là đối là AC đó, kề là AB, đối chia kề. Rồi tỷ số giữa kề và đối được gọi là cotang alpha, nha, thì ký hiệu cotang alpha, kề là AB chia đối là AC. Cái này là phải nằm lòng nha. Mấy cái kiến thức trọng tâm á, là cái hình bóng đèn này là cực kỳ quan trọng đó, là mình phải nắm thật kỹ nha, để làm bài tập. Rồi nó nói là cụ thể đối với tam giác ABC trong hình 3 ta có nè, sin alpha thì bằng đối chia cho kề, alpha là góc B nè, đối là AC chia kề là BC là B chia A, cos alpha là bằng kề chia cho đối, tức là AB chia cho BC, kề là AB, kề chia trung huyền nhé, cos kề trung huyền AB chia BC nè, là bằng C chia A. Rồi tan alpha là bằng đối chia kề, là AC chia cho AB, cotang alpha là kề chia cho đối, AB chia cho AC. Rồi là C nhỏ chia B nhỏ, ký hiệu các tam giác A nhỏ B nhỏ C nhỏ là biết ha. Cái cạnh AB thì nó kêu là C nhỏ, cạnh AC là B nhỏ, còn BC là A nhỏ. Rồi chú ý với góc nhọn alpha ta có sin alpha là nó lớn hơn góc nhọn, là góc như thế nào? Là nó lớn hơn 90 độ, nó lớn hơn 0 độ, bé 90 độ. Thì sin của nó chạy từ 0 đến 1, cos chạy từ 0 đến 1. Còn tan với cotan là không có giá trị, không có bị chặn, tức là nó thuộc R. Còn cotan là bằng 1 chia tan, nhớ này nha, cotan là bằng 1 chia tan. Hai cái đại lượng này nó nghịch đảo với nhau. Rồi, hiểu này ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ 1. Tính các tỷ số lượng giác của góc nhỏ của góc alpha trong cái hình này nè. Trong tam giác ABC ở hình 4. Đấy. Rồi, thì chúng ta sẽ làm câu này như thế nào? Chúng ta phải xét cái tam giác ABC, đúng không? Xét tam giác ABC có góc A là bằng 90 độ. Đấy, góc A là bằng 90 độ. Tam giác này có góc vuông. Góc B là bằng alpha. Góc B là bằng alpha. Rồi, thì ta có như thế nào? Sin alpha bằng cái gì? Sin alpha là bằng đối chia cho kề. Đối tức là AB, AC, kề là đối, là sin đối chiêu huyền, BC. Đó là bằng 9 chia cho 15. Thì mình sẽ dùng máy tính để mình bấm ra 9 chia cho 15 là 0,6. Đấy, 9 chia 15 là 0,6. Rồi, cos alpha, cos alpha là bằng gì? Là bằng đối chia cho kề, đối là AC, đối chia trung huyền, kề chia trung huyền là AB chia cho BC, kề chia trung huyền. AB là 12, BC là 15. Rồi mình bấm ra 12 chia 15 ra 0,8. Rồi tan alpha là bằng đối chia kề, AC chia cho AB, 9 chia cho 12. Nó bằng là 0,75. Rồi cotang alpha bằng kề chia cho đối là 12 chia cho 9. Là bằng 4 phần 3. Cái này không bấm được thì chúng ta để 4 phần 3.
Rồi là chúng ta hoàn thành xong ví dụ một. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đó là thực hành một. Rồi nó kêu là tính các tỷ số lượng giác của góc nhọn A trong mỗi tam giác vuông ABC có góc B là bằng 90 độ. Cái này là chữ A đây nha. À, do nó đánh nó bị mất cái hình thôi. Chưa? Rồi, tức là đây AB. Ở đây. Rồi ở hình 5 tính cái tỷ số góc nhọn của góc alpha ở hình 5. Thì ở này nó sẽ có là bốn câu nhỏ A, B, C, D. Mình sẽ tách ra từng câu, thầy sẽ giải quyết cho từng câu. À, ta đi vào câu A trước. Hình A. Đấy. Rồi, hình A này. Thì ở đây mình sẽ làm từng hình ha, tức là mình xét, mình cũng làm y như trên này. Đó, làm gì đó, thầy copy cái này cho nó nhanh. Rồi xét tam giác ABC vuông có góc B là bằng 90 độ và góc A mình đặt đó là A nó bằng là góc A thôi đúng không? Này là nó kêu à, tính các tỷ số lượng liên giác rồi. Vậy đây mình này mình sửa là sin của góc A đó bằng đối chia cho kề, tức là BC đối chia cho huyền với BC chia cho AC là bằng 4 chia cho 5 là bằng 0,8. Rồi cos góc A đó là bằng đối kề chia cho huyền, đó là AB chia cho AC là bằng 3 chia 5 bằng 0,6. Rồi, tan của góc A. Đó là bằng đối chia cho kề, tức là BC chia cho AB là bằng 4 chia cho 3. Có kêu mình làm tròn vậy không? Làm tròn đến hàng phần trăm là hai chỉ số hợp phân. Đó, mình bấm 4 chia cho 3. Rồi, 1,33 tức là 1,33. À, sắp xỉ 1,33. Rồi. Cotang của góc A là bằng kề chia cho đối. Đó là AB chia BC là 3 phần 4 là 0,75. Rồi là chúng ta hoàn thành được cái câu A. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào câu B. Rồi, cái hình câu B. Xét tam giác ABC có góc B là 90 độ. Chúng ta cũng dùng y chang như thế. À, ở đây tính góc A. Đấy, vậy mình sẽ lấy là sin góc A. Đó, nó sẽ bằng là BC chia AC là 1 chia căn 17. Rồi mình sẽ bấm máy làm tròn hai chữ số hợp phân. 1 chia cho căn 17. Đó, nó ra là 0,242 thì là 0,24. À. Rồi cos góc A nó sẽ bằng là AB chia cho AC là 4 chia căn 17. Rồi 4 chia cho căn 17. Nó sẽ ra là 0,9701, đây là 0,97. Rồi, tan của góc A.
nó sẽ bằng là đối chia cho kề BC chia cho AB là 1 phần 4 là 0,25. Này thì dễ. Rồi cotang góc A bằng kề cho đối. AB chia BC là 4 chia cho 1 là bằng 4. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu B. Chúng ta đi vào câu C. Rồi, xét tam giác ABC cũng có góc A. Nhưng mà ở đây nó không cho BC nè. Đấy không cho BC. Rồi, vậy mình phải làm sao? Mình phải dùng định lý Pythagore trước. À. Rồi, xét tam giác ABC có góc B là 90 độ. Chúng ta sẽ suy ra được cái tam giác ABC vuông tại B. B là 90 độ nè, là giả thiết. Được chưa? Cái này là ghi giả thiết. Rồi mình sẽ dùng định lý Pythagore. Đó là AC bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Thì đây chính là định lý Pythagore. Rồi đó mình sẽ rút ra là BC bình nó bằng là AC bình trừ cho AB bình. Đó là lấy 3 bình thay vô trừ 2 bình. 9 trừ 4 là bằng 5. Vậy mình suy ra BC. Nó sẽ là bằng căn 5. Căn 5. Rồi, bây giờ mình mới xét cái tam giác ABC. Đó, có cái này. Có góc B 90 độ. Thì mình mới suy ra được. Rồi. Ở đây mình mới suy ra sin bằng đối chia cho huyền. Rồi, đối của mình là BC chia cho huyền là AB là bằng căn 5 chia cho 3. Rồi mình bấm máy tính ra căn 5 chia cho 3. Rồi, xấp xỉ là 0,745 là 75. Rồi và tương tự ở đây AB chia cho AC là 2 phần 3. Xấp xỉ là 0,666 mấy đó, 67. Rồi. Tan góc A bằng BC chia AB. BC mình là bằng 2, AB mình nó là BC mình nó là bằng căn 5, AB mình bằng 2. Vậy nó ra là căn 5 chia cho 2. Xấp xỉ bao nhiêu mình bấm máy ra ha. Căn 5 chia 2 là 1,118 là 1,12. Rồi cotang góc A mình lấy AB chia cho BC là AB là 2 nè, BC nãy tính ra căn 5. 2 chia cho căn 5. À, rồi bấm máy tính ra. Rồi nó ra 0,894 là 0,89. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái câu C. Đó, còn câu D nữa ha. Còn câu D rồi. Câu D hình nó như thế nào? Ở đây mình cũng phải sử dụng định lý Pythagore để mình mới tính ra cái cạnh AC. Mình chưa biết cái cạnh AC. Đó. Rồi mình bắt chước. Đấy. Ở đây ta có nè. Tam giác ABC có góc B 90. Giả thiết. Suy ra vuông tại B. Sử dụng định lý Pythagore. Rồi từ đây mình sẽ rút ra AC bình. AB đó là căn 10 bình phương. Đấy. Căn 10 bình phương. AB bình tức là căn 10 bình phương cộng BC bình là căn 6 bình phương. Là bằng 10 cộng 6 là bằng 16.
À, vậy mình suy ra AC nó bằng căn bậc 2 của 16 là bằng 4. Rồi, sau đó mình mới xét cái tam giác ABC có góc B là 90. Đúng ra thì ở đây mình phải suy ra, chuẩn của mình là mình phải suy ra luôn. Tam giác ABC vuông tại B. Rồi. À, mình suy ra tam giác ABC. Ta có tam giác ABC nè. Ở đây chúng ta ghi là tam giác ABC vuông tại B thôi. Đấy. Rồi, từ đó mình mới tương tại B chứng minh trên. Ta có BC chia cho AC tức là bằng căn 6 chia cho 4. Rồi mình sẽ bấm máy ra căn 6 chia cho 4. Rồi nó ra là xấp xỉ là 0,61. 0,61. Rồi tiếp theo mình sẽ tính nó là AB chia cho AC. AB chia cho AC là căn 10. AC là 4, căn 10 chia cho 4. Rồi, căn 10 chia cho 4. Rồi, xấp xỉ đó là 0,790 là 0,79. Rồi, tương tự. BC chia cho AB. BC là căn 6, AB là căn 10. À. Rồi, xấp xỉ. Căn 6 chia cho căn 10. Là 0,774 là 0,77. Rồi, vô tan là bằng AB chia cho BC là căn 10 chia cho căn 6. Thì nó bằng nghịch đảo của thằng này thôi. Mình sẽ lấy là 1 chia cho thằng đó là ra luôn nhanh nhanh. Tức là bằng 1,290 là 29. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái câu này là thực hành 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Đó là phần vận dụng 1. Rồi nó kêu mình sẽ sử dụng tỷ số lượng giác để giải thích tình huống trong cái hoạt động trong cái ổ khóa này. Tức là hoạt động khởi động nó trang 60. Thì ở đây thì copy cái này xuống để hướng dẫn cho mình em hiểu ha. Rồi, tại một thời điểm ha, khi những tia nắng chiếu, tức là những cái góc C bằng C phẩy nè, hai tam giác này vuông, thì để trả lời cho câu này thì mình sẽ dùng hai tam giác. Đúng không? Mình sẽ dùng tỷ số lượng giác để mình tính ra. Tính ra AB chia AC, hoặc là mình dùng tam giác đồng dạng cũng được. Nhưng mà ở đây, nó yêu cầu mình là gì? Tại, tức là dùng sử dụng tỷ số lượng giác chứ dùng đồng dạng là mình sai. Để giải thích cái này. Mình phải bắt buộc phải sử dụng tỷ số lượng giác chứ không được dùng tam giác đồng dạng nha. Thì ta xét nè, đó tam giác nè ABC vuông tại A giả thiết nha. Tức là đúng ra mình đã tam giác ABC có góc A là 90 hay vuông tại A luôn cũng được. Rồi sách giáo khoa nó trình bày vậy đó. Okay. Rồi sau đó mình mới rồi ta mới có rồi ta mới có là cái gì, ta dùng góc C để mà AB là cạnh đối nè, cạnh kề, AC là cạnh đối đúng không, đó kề với đối AB chia C, cho nên ở đây
mình dùng là cô tang. À, cô tang là kề chỉ cho đói, được chưa? Cô tang gốc C là AB chỉ cho AC đó. À, rồi được chưa? Đó là ta có cái gì mà nè, góc C bằng, à, ta có cũng là cái này là số 1 đi. Đó, tam giác ABC phẩy A phẩy nè, B phẩy, C phẩy vuông tại A phẩy. Giả thiết từ đó ta có, à, hoặc là rồi, cô tang của góc C phẩy nó bằng A phẩy B phẩy chia A phẩy C phẩy. Rồi, hoặc là mình dùng dấu si ra cũng được, dùng dấu si ra cũng được luôn. Rồi, ghi cho ta có đi cũng được, thôi ghi ta có cho nó giống ha. Để ta có góc C bằng góc C phẩy, giả thiết. Rồi, theo mình ghi cái này nè, ghi gì nó đẹp cho nó được ở xuống dòng. Ghi gì đấy ha. Rồi. Rồi, từ đó mình suy ra. Đó. Hai cái bằng nhau. Đó, mình ghi chữ vì cũng vậy. Vì nên đi. Nên cô tang của góc C cho bằng cô tang, hai góc bằng nhau thì cô tang của hai góc cũng bằng nhau đúng không? Đó, đặt nó là số 3. Rồi mình bắt cầu qua, hai cô tang bằng nhau thì hai cái tỷ số đó bằng nhau. Tức là từ 1, 2 và 3. Đó mình suy ra AB chia cho AC bằng A phẩy B phẩy chia cho A phẩy C phẩy. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái câu này. Ta đi vào phần mục tiếp theo. Đó là gì? Tỷ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt, góc 30, 40, 45, 60. Rồi, ta xem. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Vuông cân tại A. Đây. AB bằng AC, vuông cân tại A ha. Đó, hai góc B bằng góc C. Có góc vuông bằng A. Có cạnh góc vuông bằng A, đó là AB bằng AC đó. Hình 6A. Tính độ dài cạnh huyền BC theo A. Tính độ dài cạnh huyền BC theo A. Rồi tính các tỷ số lượng giác của góc 45. Các góc 45 quá dễ ha. À, chúng ta sẽ làm câu này. Cái hình này thì sẽ để ở dưới dưới đây để mình làm cho nó dễ, để mình tiện theo dõi thôi, được chưa? Rồi đó, mình tiện theo dõi. Rồi mình sẽ xét cái tam giác ABC vuông tại A là giả thiết. Đó, mình mới suy ra được, mình tìm cái cạnh BC đúng không, thì đầu tiên nó sẽ kêu mình tính các tính độ dài cạnh BC theo A. Đó, và rồi tính các tỷ số lượng giác thì mình tính BC trước, BC bình bằng AB bình cộng AC bình. Đó là định lý Pythagore. Rồi mình thay vô BC bình phương bằng A bình cộng A bình là bằng 2A bình. Rồi mình suy ra BC đó là bằng căn bậc 2 của 2A bình. Đó, tức là mình hiểu như thế này, căn bậc 2 của 2A bình phương. Đấy, A đem ra được không? Được. A bình đem ra được, còn căn 2 đem ra không được.
Rồi, vậy đây nó ra là A căn 2. Đó, rồi, là chúng ta tìm được cạnh BC. Hiểu không? Rồi, các cái tỷ số lượng giác của góc 45. Các tỷ số lượng giác của góc 45 độ là ví dụ ở đây mình góc B nó bằng góc C. Góc B bằng 45 độ đấy ha. Góc B bằng 45 độ là thì tương tự như góc C cũng vậy luôn. Được chưa? Đấy, ta có sin 45 độ. Sin góc B đó là bằng sin 45 độ. Là sin sin 45 độ bằng sin góc B. Sin góc B nó bằng là AC chia cho BC nha. Đối chia cho Huyền. Đấy, sin bằng đối chia cho Huyền. Thay vô A chia cho A, BC là A căn 2. Thì mình rút gọn còn lại là 1 chia căn 2. Tức là mình, nếu mình không biết mình bấm máy 1 chia căn 2 là nó trục căn cho mình luôn ha. Tức là nhân tử và mẫu là bằng căn 2 chia 2. Đó. Rồi. Tiếp theo đó là cos 45 độ nó bằng là cos góc B. Đó, cos là bằng kề chia cho Huyền, AB chia cho BC. A chia căn 2 cũng bằng 1 chia căn 2. Rút gọn A còn là căn 2 chia cho 2. Đó. Hiểu ha? Rồi. Tương tự tan 45 độ bằng tan góc B bằng đối chia cho kề AC chia AB bằng A chia cho A bằng 1. Rồi. Cotan 45 độ bằng cotan góc B bằng kề chia cho đối. Kề chia đó là AB chia AC cũng bằng A chia cho A là bằng 1. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu A. Đó. Rồi, bây giờ ta sẽ đi vào câu B. B là như thế nào? Cho tam giác MNB có cạnh bằng A. MNB có cạnh bằng A, tức là tam giác đều, ba cạnh bằng nhau. Tính độ dài đường cao MH theo A. Rồi tính các tỷ số lượng giác góc 30, 60 đó, của cái hình này nè. Thấy ha? Đó, hình đó. Chảo B á. Đây là nội dung sách giáo khoa nha. Chúng ta cần phải nắm thật kỹ sách giáo khoa. Chương trình mới này phải nắm thật kỹ. Để chúng ta có cái nền tảng rồi chúng ta mới đi giải mấy cái đề tham khảo của các cái trường nó ra. Rồi, ta xét cái tam giác gì? M. Tam giác MHN. Vuông tại H. Nó là giả thiết. Rồi, thì đó ta mới dùng định lý Pythagore. Cạnh Huyền là MN bình bằng MH bình cộng với NH H bình. Đó, này là định lý Pythagore. Đó, định lý Pythagore. Rồi, từ đó mình sẽ rút ra MH bình phương bằng MN bình trừ cho HNH bình. MN là đề cho nó là A. Rồi, trừ cho MNH tức là A chia 2 bình phương. Vậy khi bấm máy là mình sẽ bấm là 1. 1 bình là 1 trừ cho 1 phần 2 bình là 1 phần 4. Bỏ đi chữ A đi ha. Nó ra là 3 phần 4. À, cái lúc mình ghi đó là mình ghi 3 phần 4 nhưng mình thêm A bình ở trên. Đấy. Rồi từ đây mình mới rút ra được MH. Mình lấy căn của 3A bình chia cho 4. Căn 3 là lấy không được. A bình đem ra ngoài là A. 3 lấy ra là căn 3. 4 lấy ra là 2. Đó. Thì nó sẽ ra được là A
căn 3 chia 2. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành được cái thứ đầu tiên là chúng ta tính ra được MH để chúng ta mới sử dụng được tỷ số lượng giác. Đó, bây giờ ta xét góc 30 trước. Ta xét cái tam giác MNH vuông đại H. À, được chưa? À, và có góc M là bằng 90 được 30 độ á. Ở đây là cái góc M 30 độ. Đó. Chính xác là mình phải đọc cái góc là gì? N M H. Đó. Nếu mình ghi góc M không cũng được luôn. Xét cái tam giác này có góc M là 30 độ. Rồi. Ta có các cái tỷ số lượng giác như là sin 30 độ, đó là bằng sin m. Sin đó, dùng trong tam giác m là h nha, bằng đối chia huyền. Đó, tức là ở đây cạnh đối là h là a chia 2, huyền đó là a, là bằng rút gọn a còn lại là 1 phần 2. Đó. Rồi. Rồi, cos 30 độ là bằng cos m là bằng kề chia cho huyền, tức là MH chia cho MN. MH mới tính ở trên đó là A căn 3 chia cho 2 chia cho A lúc còn A còn lại căn 3 chia cho 2. Rồi tính tan 30 độ là bằng tan của góc M là bằng đối chia kề là NH chia MH, là lấy A chia cho 2 chia cho A căn 3 chia cho 2, mình sẽ đơn giản chia A với cái mẫu 2 còn lại là 1 chia căn 3, mình chụp căn là mình nhân tử cho mỗi cái căn 3 đó, ra là căn 3 chia cho 3. Còn nếu mình không biết mình bấm máy nè, mình bấm 1 chia căn 3, đáng lẽ là mình phải học cái phần căn thức xong mình mới biết cái này nha, nhưng mà cái bài căn thức nó nằm ở chương 3 nè, cho nên mấy cái này là đầu tiên là mình bấm máy trước đi, là sau này mình mới hiểu được cái bản chất của nó là như thế nào ha, chứ hiện tại là mình chưa có biết đâu. Tại vì nó nằm ở chương 3, cái chương trình này nó phân phối cũng cũng hơi lạ đó. Nó làm cho mình cũng khó chịu quá ha. Rồi. Ở đây mình đã cô dùng cái cô tan M. Đó. Được chưa? Là bằng MH chia NH. Đó, nó bằng A chia căn 3. A căn 3 chia cho 2. Chia A chia 2 đơn giản A với 2. Còn lại là căn 3. Rồi. Đó. Rồi. Tương tự chúng ta mới xét tam giác MNH có góc N là 60 độ. À, thì chúng ta mới dùng sin 60. À, nói chung là sin 60 bằng sin của N. Đó, sin 60 bằng sin N thì sẽ bằng đó là MH chia đối chia huyền MN. Đó là A căn 3 chia cho A lúc còn A còn lại là A căn 3 chia 2. Rồi, lúc còn A còn lại là căn 3 chia cho 2. Rồi, sau đó mình tính tới cos cosin 30 bằng cos cosin của N, tức là bằng kề chia cho huyền NH chia cho MH chứ. MH chia cho NH. Kề chia cho huyền, à, xin lỗi. Cái kia là N là đối chia cho kề. Sin này là NH chia MN. Rồi bằng A chia cho 2 chia cho A là bằng 1 phần 2. Rồi tan 60 độ. Đó là bằng đối chia cho kề MH chia NH, tức là A căn 3 chia cho 2 chia cho A chia cho 2 sẽ bằng là A đơn giản A với 2 còn lại là căn 3. Rồi. Cotang 60 độ sẽ bằng là cotang của góc
M, cái này là thiếu chữ tan, tan của góc N, cô tan của góc N nó bằng là kề chia cho đối, tức là NH chia cho MH, A chia 2, A căn 3 chia 2, mà hoặc là mình dùng nghịch đảo cũng được. Công thức nãy tan là một chia cô tan cũng được. Rồi, rút gọn là một chia cho căn 3. Đó. Thì nếu mình không biết mình bấm máy ra, một chia căn 3 nhiêu nó sẽ hiện ra cái số gì mình ghi số đó vô. À, nhưng mà sau cái chương 3 mình mới biết được ha. Đó là căn 3 chia 3. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong cái câu liên quan đến khám phá hang. Rồi, chúng ta sẽ đi rồi từ cái kết quả của cái khám phá hang này, ta có bảng giá trị lượng xác giá sao đây. Đó, mấy cái này là góc alpha là 30, 45, 60, sin của nó nè. Cosin, tan, cotan. Mấy cái này mình bấm máy được hết. Ví dụ mình bấm máy ra nó ra nhiêu mình ghi nhiêu. Thí dụ bây giờ thầy bấm ra, thí dụ bây giờ thầy lấy sin của 30 nè. Đó, mình bấm vô cái nút sin đây. 30 độ. Đó, nhấn vào nút độ nó sẽ hiện ra là 1/2. Nhưng mà mình nhớ được thì mình làm nhanh, còn không nhớ thì mình bấm máy nha. Đó, nó không có khó. Rồi, chúng ta sẽ đi vào ví dụ hang. Nhưng cái này thì cũng không cần học thuộc đâu, bấm máy cũng được. Tính giá trị của các biểu thức sao lại tính giá trị của biểu thức này. Rồi. Ở tính giá trị của biểu thức này thì mình sẽ tính như thế nào? Thì mình thay vô nè. Thì ta có đúng không? Rồi, ta có. Đó. B này. Rồi. Đây là bị rồi, sin 30 độ. Nè, ở đây nó có luôn là 1 phần 2. Có 60 đây. Ở đây là 1 phần 2. Tan 45 đây. Còn không mình bấm máy ra. Còn này nó có sẵn là dùng luôn cho nhanh. 1 phần 2 nhân 1 phần 2 là 1 phần 4. 1 phần 4 chia 1 là bằng 1 phần 4. Rồi, vậy là xong. Nè. Rồi, chúng ta đi vào thực hành 2. Tính giá trị các biểu thức sau đây. Rồi, nó có hai câu. A nhỏ, B nhỏ. Ta đi vào câu A trước. Thì chỗ này chúng ta thấy nè, hai để lại cos 45 độ, không biết thì mình cứ bấm máy ra cos 45 độ. Đây, nó sẽ ra là căn 2 chia 2. Rồi, cái căn 2 này để lại cộng căn 3 tan của 30 độ. Tan của 30. Rồi, nó sẽ ra là căn 3 chia 3. Đó. Chúng ta hiểu ha, căn 3 chia cho 3. Rồi, chúng ta sẽ đơn giản ở đây. Thì chỗ này nè. Ở đây á, mình thấy là 2 với 2 đơn giản, căn 2 chia căn 2 là 1. Rồi, căn 3 nhân căn 3 là ra 3, chia cho 3 là bằng 1. À, tức là 1 cộng 1 nó bằng 2 luôn. À, thì ghi đây cho nó nhanh. Bằng đây nè. 1 cộng 1 bằng 2 luôn. Mấy này bấm máy được hết nè. À, rồi. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu B. Đó. Vậy chúng ta kết luận ha. Vậy A là bằng 2. Rồi câu này mình sẽ tính nè. 2 sin 60 á. Sin 60 mình không biết, mình bấm nè, sin 60 độ. Đó, nó sẽ ra là căn 3 chia 2. Chia cho căn 3. Rồi cotan 45 bấm không có được, mình bấm 1 chia cho tan 45, nghịch đảo đó. Trong máy tính mình nó không có phím cotan. Mình phải bấm nghịch đảo 45. 1 chia tan 45 ra là 1. Ở đây mình thấy 2 với 2 đơn giản được nè. Rồi căn 3 với căn 3 đơn giản được thì còn lại là 1. Trừ 1 là bằng 0. Đấy, vì kết quả câu B là bằng 0.
vì mình có lượng vậy b bằng không. Là chúng ta hoàn thành được câu thực hành hai. Chúng ta đi vào phần vận dụng hai. Tìm chiều cao của tháp canh là nếu như canh gác vậy đó, trong hình 7 kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Mình thấy trong cái tam giác ABC này, vuông tại B này, không có BC là 5,8 mét, góc C là 60 độ đấy. Vậy bây giờ mình sẽ dùng tỷ số lượng giác để mình tìm ra được cái cạnh chiều cao là AB, mà AB nó liên quan đến góc 60 là cạnh đối, còn BC này gọi là cạnh kề. Vậy mình sẽ dùng tan đi là hay nhất, hiểu ha? Đó là nó xét cái tam giác ABC vuông tại B là giả thiết. Rồi từ đó chúng ta mới ta có đó, là dùng tan của góc C tan 60 độ đó, là bằng tan của góc C. Đó, tan góc C là bằng đối AB chia cho kề hay là BC. Rồi AB của mình đó, để lại BC mình là 5,8. Rồi từ đó mình mới suy ra, hiểu không? Ở đây rút ra AB, tức là đúng ra là chỗ này mình ghi tới đây là nó rồi. Đây mình sẽ suy ra AB, mình lấy là BC nhân cho tan 60 độ. BC là 5,8, tan 60 mình bấm máy ra. Nếu không biết bấm máy ra, tan 60 độ. Nó sẽ ra là căn 3. Tức là mình nhân cho căn 3. Rồi, nhưng mà ở đây nó kêu mình là làm tròn đến hàng phần trăm, tức là hai chữ số thập phân. Như vậy buộc là mình phải làm tròn. Đó, 5,8 căn 3 là mình dùng máy tính mình bấm 5,8 căn 3. Hai chữ số là 10,045 là 10,05 mét. Rồi, vậy mình sẽ kết luận. Vậy chiều cao của tháp canh sắp xỉ là 10,05 mét. Rồi, là chúng ta hoàn thành xong cái phần vận dụng 2. Rồi, chúng ta đi vào hoạt động khám phá thứ ba. Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Tính các tỷ số lượng giác của góc alpha. Tính các tỷ số lượng giác của góc alpha và của góc 90 trừ alpha, tức góc alpha là góc C đó, 90 trừ alpha là góc B trong hình 8 theo ABC. A nhỏ B nhỏ C nhỏ thì hai góc này phụ nhau cho nên cộng lại là 90. Hiểu ha? Cho nên góc hai góc này 90 thì góc này bằng alpha thì góc kia 90 trừ alpha. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ đi vào câu A trước. Rồi, cái câu hỏi của nó là như thế này. Đó. Hỏi ghi câu hỏi để dưới đây cũng được. Để mình làm. Rồi, thì ở đây mình muốn tính được cái tỷ số lượng giác thì mình phải dùng tỷ số lượng giác ha. Xét cái tam giác ABC vuông tại A giả thiết. Rồi, ta có. Thì ta có ha. Rồi. Sin góc alpha. Sin bằng đối chia kề, sin bằng đối chia huyền, đó là AB chia cho BC, tức là bằng C nhỏ chia cho A nhỏ. Rồi, cos alpha bằng kề chia cho huyền là AC chia cho BC, là bằng B nhỏ chia cho A nhỏ. Rồi, tan của alpha nó bằng là đối chia cho kề. C nhỏ chia cho B nhỏ. Rồi, cotan của alpha là bằng kề chia cho đối. AC chia cho AB. Đó, là bằng B chia cho C.
Rồi. À, ở đây chúng ta sẽ ghi gì nè? Các tỷ số lượng giá của góc alpha là, bỏ chữ ta có này đi ha. À. Tiếp theo, các tỷ số lượng giá của góc 90 trừ alpha là, đó, có sin trước ha, 90 độ trừ alpha, tức là đóng vai trò là góc B đó. Chưa? Rồi, bằng đối chia cho sin đối chia huyền AC chia cho BC. Đó là B nhỏ chia cho A nhỏ. Rồi, cosin 90 độ trừ alpha bằng kề chia cho đối AB chia cho BC bằng C chia cho A. Rồi, tan của 90 độ trừ alpha bằng đối chia cho kề, tức là AC chia cho AB bằng B chia cho C. Rồi, cotan của 90 độ trừ alpha là bằng kề chia cho đối, là AB chia cho AC sẽ bằng là C chia cho B. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành được cái câu A. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Đó là câu A. Chúng ta sẽ đi vào câu B. Câu B cũng là cái hình này luôn. Nhưng câu hỏi của nó là nó kêu so sánh các cái này đúng không? Nó cho sẵn đó để so sánh, và mình đã tính được ở trên rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ so sánh thôi. Đấy. Rồi. Chúng ta hiểu ha? So sánh. Nghĩa là chúng ta có ha. Đó là cái góc C. Nó đóng vai trò là góc alpha. Đó. Còn cái góc B đóng vai trò là 90 trừ alpha. Tại nãy nó kêu tính alpha 90 trừ alpha nên là mình để cái góc nó luôn để mình tính. Được chưa? Đó. Thì theo câu A ta có, hiểu không? Tức là sin góc B và cos góc C là bằng nhau. Tại sao nó bằng nhau? Đây nè. Sin góc B tức là C chia A, cos góc C tức là C chia A, nó bằng nhau á, tức là nó cùng bằng C chia A. Sin góc B, không, sin góc B là 90 trừ alpha, chứ là bằng B chia A mới đúng. B chia A. Đó. Còn cos góc C là cos alpha là B chia A. Được chưa? Đấy. Rồi tiếp theo. Tương tự nè. Cos góc B bằng sin góc C. Rồi cos góc sin góc C đó là sin góc C tức là bằng C chia cho A. Rồi. Tan góc B là bằng cotan góc C. Góc này mình có thể để cái mũ hoặc là không để cái mũ cũng được nha. Đó, chỉ tan cotan góc C đó chính là alpha là bằng B chia cho A. B chia cho C chứ. B chia cho C. Rồi, tan góc C bằng cotan góc B. À, tan góc C của tan góc B tức là C chia cho B. Đó. Rồi, thì chúng ta kết luận ha. Vậy sin B bằng cos C. Rồi, cos B bằng sin C. Rồi, tan B tức là hai góc hữu nhau thì sin bằng cos, cos bằng sin, tan bằng cotan thì cotan bằng tan. Cái này là phải nằm lòng nha. À, rất là hay. Được chưa? Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái phần hả? À.
Cái này là hoạt động khám phá ba. Đấy. Rồi. Ta sẽ đi vào cái nhận xét như thế này đây nè. Hai góc được gọi là phụ nhau nếu chúng có tổng là 90 độ. Nha, tổng số đo là 90 độ. Rồi, như vậy góc phụ của góc alpha là 90 trừ alpha. Đó, từ cái bảng số 3 ta có các đẳng thức giữa tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau như sau. Rồi, cái này là kiến thức trọng tâm bóng đèn này là mình phải nằm lòng ha. Đó là nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tan góc này bằng cotan góc kia nè, sin nè, thấy không? 90 trừ alpha thì bằng là cosin. Đó, còn cosin thì bằng sin. Đó, tan thì bằng là cotan. Còn cotan thì là bằng tan. Đó, hai góc 90 với alpha trừ alpha với alpha. Nhớ cái này nha, rất quan trọng nha. Rồi, chú ý. Từ nay chứ không phải từ này. Từ nay khi viết các tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác, ta có thể viết sin a thay cho này. Đó, thấy chưa? Tức là mình không cần phải ghi cái góc cái mũ này đâu, mình ghi gì cũng được luôn ha. Đó, rồi hiểu này ha, ghi như vậy luôn. Rồi chúng ta so sánh mấy cái này, ta cho cái ví dụ 4 để mình áp dụng đó, để mình giải quyết cái câu này. Rồi, nó có câu A. Đúng không? A, B, C, D. Đó, so sánh. Thì mình sẽ dùng cái công thức trên để mình biến đổi. Nè, mình thấy sin 25 giống như là đóng vai trò alpha. Đó. Rồi, ta có sin 25 độ. Đó, mình dùng bằng nó bằng cos 90 trừ 25 độ. Đúng không? Đó là mình áp dụng công thức này nè. Đó, sin alpha nè bằng cos 90 trừ alpha. Đó. Rồi, nó sẽ bằng là cos của 65 độ. Rồi vậy nó bằng nhau ha. Đó, vì chúng ta mới kết luận vậy hai này nó bằng nhau. Rồi. Xong câu thứ nhất. Câu B. Ta có tương tự nè, có 25 độ. Đó, thì nó bằng sin của 90 độ trừ 25 độ. Đây. Cos alpha bằng sin 90 trừ alpha. Thì nó đây nó sẽ bằng là sin 65 độ. Đó. Vậy chúng ta kết luận cos 25 bằng sin 65. Rồi ta đi vào câu C. Tan 25 độ sẽ bằng là cotan 90 độ trừ 25 độ. Đó, nó sẽ bằng là cotan của 65 độ. Đó, tức là mình dùng tan tan nè, alpha nè bằng cotan 90 trừ alpha. Đó, vậy mình sẽ là kết luận vậy, hai cái tan 25 bằng cotan 65. Rồi, tương tự cái cuối cùng, hiểu ha? Ta có cô tan 25 độ sẽ bằng tan 90 độ trừ cho 65 độ, tức là alpha là 65 à, trừ 25 đi. À, nó bằng là tan 65 độ. À, tức là mình sử dụng cô tan alpha bằng tan 90 trừ alpha, hiểu không? Rồi vì chúng ta sẽ kết luận vậy cô tan 25 bằng tan 65. Rồi, chúng ta đi vào phần thực hành số 3. Hành số 3. Rồi, nó kêu so sánh. Đây, so sánh. Các cái này. Thì bây giờ nó sẽ đi vào câu A trước.
thì sin 72 độ đúng không? Ta có là sin 72 độ, mình sẽ đưa về cosin của 90 độ trừ 72 độ sẽ bằng cosin của 18 độ. À, vì chúng ta cái lượng là vậy, sin 72 độ bằng cosin 18 độ. Cái thứ nhất. Được chưa? Rồi, ta có đó là cosin 72 độ sẽ bằng là sin của 90 trừ 72 độ, dùng công thức trên đó. Nãy ha. À, sẽ bằng là sin của 18 độ. Vậy chúng ta kết luận vậy cosin 72 độ sẽ bằng sin của 18 độ. Rồi, ta có tan 72 độ sẽ bằng cotan của 90 độ trừ cho 72 độ sẽ bằng cotan của 18 độ. Thì chúng ta kết luận vậy tan 72 độ sẽ bằng cotan 18 độ. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu A. Bây giờ tôi sẽ đi vào câu B. Rồi, cho biết sin 18 độ 0,31, tan 18 độ không sắp xỉ 0,31, còn tan 18 sắp xỉ 0,32. Tính cos 72 và cotan cosin 72 và cotan 72. Thì cái này dễ nè. Ta có cosin 72 độ, mình sẽ đưa về sin lấy 90 độ trừ cho 72 độ. Tức là bằng sin của 18 độ thì nó bằng là sắp xỉ. Đúng không? Nó sẽ bằng là xấp xỉ là 0,31. Đó, vậy mình hiểu ha. Rồi. Tiếp theo. Đó là cotan 72 độ. Đấy. Sẽ bằng là gì? Tan của 90 độ. Công thức ở trên trừ 72 độ bằng tan của 18 độ. Rồi nó sẽ xấp xỉ là 0,32. Vậy chúng ta kết luận vậy có cosin 72 độ xấp xỉ 0,31, còn cotan 72 độ xấp xỉ 0,32. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái phần thực hành số 3. Chúng ta sẽ đi vào một vận dụng 3. Sẽ đi vào một vận dụng số 3. Tia nắng. Tia nắng chiếu qua điểm B của tòa nhà tạo với mặt đất một góc X và tạo với cạnh AB. Tạo với mặt đất là tia nắng là BC, tạo với mặt đất là một góc X và tạo với AB là tạo với ngôi nhà là một góc cạnh AB của ngôi nhà đó là góc Y như hình chính. Cho biết cosin góc X xấp xỉ 0,38 độ và cotan góc X xấp xỉ 1,25 độ. Và nó cho cosin x, cotan x. Rồi hãy tính sin y và tan y, kết quả làm tròn để hàng phần trăm là hai chỉ số hợp phân. Thì cái bài này nó hay chỗ là mình phải dùng tỉ số lượng giác, mình không cần bấm máy tính ha. Thì mình có đây. Ta mới xét cái tam giác ABC vuông tại A giả thiết. Đúng không? Thì mình mới ta có là cái gì? Nó kêu mình tính là sin góc y. Cái góc y với góc x là hai góc phụ nhau ha. Đó. Sin y thì nó sẽ bằng là cos x đó, đúng không? Mà cos x thì nó là bằng xấp xỉ 0,78, thấy chưa? Đó. Mình ghi là vì x y là hai góc phụ nhau à, và x y đi và x y là hai góc phụ nhau giả thiết đó, mình ghi chung vậy luôn. Rồi, mình bỏ này hết này đi ha. Đó, công thức. Rồi, tiếp theo là tan y thì tan thì sẽ bằng là cotan đúng không? Thay vì 90 trừ y chính là x các bạn, hiểu không? Sin y là bằng chi là bằng sin y đúng không? Là bằng sin là sẽ bằng là cos 90 trừ x. À, sin y á đúng không? Sin y sẽ bằng sin 90 trừ x, mà sin 90 trừ x tức là cos x á. Đúng ra là phải ghi vậy nè. Đó. Tức là ở đây
Được chưa? Cho nên từ đó mình mới suy ra là x cộng y ra bằng 90 độ. Cho nên mình mới suy ra được cái góc y nó bằng là 90 độ trừ cho góc x. Thì chỗ này mình ghi kỹ là gì nè, sin y á là bằng sin 90 độ trừ cho x, nó nãy mình học rồi ha, là bằng cos x. Cái này là bằng tan 90 độ trừ x, sẽ bằng là tan x, à, là bằng cotan x, mà đề cho cotan xấp xỉ là 0,1,25. Đó, vậy chúng ta kết luận vậy sin y xấp xỉ 0,78 và tan y xấp xỉ 0,1,25. Rồi, là chúng ta hoàn thành xong cái phần vận dụng 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần số 3, tỷ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay. À, tỷ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay, tính đó, bằng máy tính cầm tay. Người ta thường dùng các đơn vị đo số đo góc là độ, ký hiệu là như thế này. Ký hiệu phút là như thế này, giây là hai gạch. À, một độ là 60 phút, một phút là 60 giây. Vì một độ mà đổi qua giây đó là mình phải lấy 60 nhân 60 á, là 3.600 giây. Rồi, ta có thể sử dụng nhiều loại máy tính cầm tay để tính các tỷ số lượng giác của góc nhọn và tính số đo của góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác nào đó. Tức là ở đây, thầy sẽ hướng dẫn em là sử dụng máy tính cầm tay để tính nè. Nó có ví dụ 4 nha. Rồi. Sử dụng máy tính cầm tay tính kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn. Phần nghìn là sao? Là có 3 chữ số 0 á. 1 nghìn là 3 chữ số 0, là làm 3, tròn 3 chữ số hợp phân. À, đó. Thì ở đây thầy sẽ đem câu A trước. Đó, câu A ta có. Rồi, mình sẽ sử dụng máy tính cầm tay sin 15 độ. Đó, làm tròn 3 chữ số hợp phân. Thì ở đây mình sẽ bấm máy như thế nào? Đó. Máy tính đâu, mình chỉnh chế độ độ nha, mình bấm chữ, nếu máy này là bấm shift mode nè. Chọn cái số 2, chọn cái chữ degree số 1 để hiện chế độ, còn thường máy tính đã chế độ luôn. À, mình không cần chọn nó cũng vậy luôn á. Còn một số cái là phải chọn lại cho nó chuẩn lại. Rồi mình bấm nút sin, bấm 15, nhấn vô nút độ cái chỗ này. Rồi đóng mặt bằng. Đó, thì nó ra kết quả này, đúng không? Đấy, chúng ta đầu tiên là nó sẽ ra kết quả này trước. Tức là nó sẽ ra là căn 6 trừ căn 2 chia 4. Rồi từ đó mình mới làm tròn hai chữ số hợp phân. Đó, mình nhấn vô cái nút SD này. 0,2, 3 chữ số, 5, 8, 8, 8, 8 là hành chính. Cho nên 0,259. Đó. 259, 0,259. Nè. Rồi, thì chúng ta kết luận. Vậy, sin 15 độ. Đó, xấp xỉ 0,259. À, và tương tự, chúng ta, câu B, chúng ta cũng làm như thế. Đây. Chúng ta bấm cosin 64 độ 24 phút. Vậy bấm như thế nào? Đây. Cái bài này chúng ta bấm chữ cosin, nó đang chế độ độ rồi, khỏi cần chỉnh nha. 64 độ phút, mình vẫn bấm nút độ luôn á. Bấm nút độ là nó hiểu là phút, bấm lần thứ hai phút, còn bấm thêm cái nữa, ví dụ 15 giây nữa là bấm độ luôn, nó cũng hiểu là 15 giây ha. Rồi đóng ngoặc lại, chứ không có nút giây, nút phút, nút nút giây ha. Nút phút với nút giây là không có, phút là vẫn hiểu là 24 phút là chỉ độ luôn đó. Rồi nó sẽ ra là 0,4320, mà làm tròn 20 thành 2 ha, 0,432. Đó, tức là chúng ta làm tròn 0,432. Rồi vậy chúng ta kết luận. Đó, vàng này xấp xỉ 0,432. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái ví dụ 4. Rồi lưu ý để tính cotan, ta tính cotan là bằng 1 chia tan hoặc tính 90 trừ alpha. Mình bấm cái nào cũng được, bấm 1 chia tan cũng đúng. Mà bấm 90 trừ alpha cũng đúng. À, cái đó rất là quan trọng. Rồi, tiếp theo nó kêu là sử dụng máy tính cầm tay để tính góc alpha. Biết sin alpha 0,72, làm tròn kết quả để hàng phần trăm hoặc đến phút. Rồi, đến hàng phần trăm hoặc là đến phút. Thì cái bài này em phải chỉnh chế độ radian. Đó, chứ chúng ta không để chế độ độ bấm ra được bài này. Được chưa? Bởi vì nó kêu làm tròn đến hàng phần trăm
À, kết quả đến hàng phần trăm và đến phút. Sin alpha bằng 72 độ. Sin alpha bằng 0,72. Rồi vậy mình bấm nè. Mình bấm shift sin đó 0,72. Shift sin 0,72. Rồi thì nó sẽ ra bao nhiêu độ đây? Đó. Shift sin 0,72. Nó sẽ ra là ở đây. Rồi, mình nó kêu mình kết quả làm tròn đến hàng phần trăm và đến phút. Đến phút vậy mình sẽ nhấn vô cái nút SD này nè, đó. Nó làm 46,3 độ 3 phút 16 giây, 16 là nó dưới 30. Tại vì nguyên tắc là 60 thì phải từ 30 trở lên mới làm tròn lên là được 1 phút, 16 giây là bỏ đi, dưới 30 giây là bỏ. Vậy 46 độ 3 phút, hiểu không? Nè, ta có. Đó, sin alpha 0,72. Cho nên mình phải suy ra được alpha xấp xỉ đó 46 độ 3 phút. Và nếu mình không tin thì mình để 46 độ 3 phút, mình bấm sin 46 độ đó 3 phút. Đó. Thì nó ra 0,719, tương tự như 0,72. Hiểu không? Đó. Rồi, vậy kết quả làm tròn đến hàng phần trăm hoặc kết quả làm tròn hàng trăm hoặc đến phút. Tức là hàng phần trăm, tức là đầu tiên là mình hiểu đây nha. À, mình bấm shift sin 0,72, bấm vậy đó. Bấm chữ shift sin nha, nó hiện lên cái dấu đó đó. Là hàng phần trăm là 46,054 là 0,5. Tức là alpha mình hiểu không? Đó, tức là mình suy ra alpha mình. Đó, alpha của mình là 46,05 độ 2. Đó là alpha xấp xỉ 46 độ 3 phút. Mình đổi về phút là mình nhấn vô cái nút này nè. Đó, nó hiện về đây ha. Mình nhớ là 30 giây trở lên đó thì mới làm thành tròn thành 1 phút được nha. Rồi cho nên chỗ này là chúng ta kết luận như vậy. Chúng ta kết luận là vậy. Đó, alpha bằng này hoặc này. Xong. Rồi. Khi lưu ý nè, khi tìm alpha, biết cotang alpha thì để tìm được alpha ta nhấn là một chia cotang nó mới bằng là tan. À. Rồi, dùng tan để tìm alpha, tức là để tìm được cotang alpha. Để tìm alpha biết cotang thì đầu tiên mình tính tan nó trước. Theo công thức là một chia cotang, rồi sau đó mình mới từ cái tan này trong máy tính mình bấm shift tan nó mới ra được alpha, chứ không thể bấm được cục trực tiếp ra được cotang đâu. Biết cotang alpha thì phải thông qua tan alpha trước. Hiểu chưa? Đó là cái điều mình cần phải lưu ý nha. Rồi, chúng ta đi vào phần thực hành 4. Câu A, sử dụng máy tính cầm tay tính tỷ số lượng giác của các góc sao, kết quả làm tròn đã hàng phần nghìn. Rồi, 22 độ này nè, đó nói chung là nó cho như thế. Rồi, vậy mình sẽ tính như thế nào? Đó. Thì mình sẽ bấm máy thôi chứ đâu có gì đâu khó nha, mình bấm máy ra là xong. Rồi, các tỷ số này mình ghi là các tỷ số lượng giác. À, của các góc 22 độ là đó, mình bấm là sin 22 độ đó, xấp xỉ là bao nhiêu, mình bấm ra nè sin 22 độ, cái này nó hơi nhiều quá nha. Kệ, bấm cho nó quen. Thì nó yêu cầu mình là làm kết quả làm tròn đến hàng phần trăm hoặc đến phút. Rồi đến hàng phần trăm là 0,374 là 0,37. Hàng phần trăm nha, hàng phần nghìn chứ. Câu A là làm kết quả làm tròn hàng phần nghìn, không có đến phút. Hàng phần nghìn 0,346 là 0,3746 là 375. Tại 46 nó lớn hơn 5 đúng không? 3,5. Đó, 3,75. Rồi. Cos 22, cosin 22 độ. Đó, mình bấm ra cosin 22 độ. Rồi, 0,9271 là 927. 0,927.
À, tan 22 độ. À, tan 22 độ. 0,4040 là 0,404. À, 0,404. Rồi. Tô tan 22 độ. À, bấm là cô tan 22 độ. Cô tan là mình sao bấm được cô tan, mình sẽ bấm là một chia cho tan 22 độ. À, chứ không phải bấm được cô tan đâu. Rồi là 2,4750 là 4,5. 2,475. Rồi. Đó là các tỉ số lượng giác của góc 22. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào các tỉ số của góc góc 52. Thì mình sửa đây là 52 hết. Số 52 hết nha. À, mình sẽ bấm sin 52 độ là 0,7880 là 0,788. Cosin của 52 độ 0,6156 là 0,616. Rồi. Bấm tan của 52 độ 1,279 là 1,280. Rồi, bấm cô tan, bấm 1 chia cho tan của 52 độ. À, quên đóng ngoặc là nó không chịu nha. Tan 52 độ. À, là 0,781 hay là 781 thôi. 0,781. Rồi, các góc lượng giác của 15 độ 20 phút. 15 độ 20 phút là rồi, sẽ thay cái này 15 độ 20 phút. À, mình sẽ bấm ra. Đó là sin 15 độ 20 phút. À, 0,62644 là 264 thôi. 0,264. Cosin. Cosin của 15 độ 20 phút. Cái này nó cho nhiều quá, để cho anh chi, để cho mình rèn luyện cho nó chính xác mấy bài sau nó 0,9644 là 964 thôi. Rồi, tan nha, nó cố tình nó rèn luyện để cho mình thành thạo mấy này rồi. Để về sau mình làm mấy bài toán thực tế mình không có bị sai cái cách đổi. 2741 là 274 thôi. Đó, tức là mình sẽ đưa về là 0,274. Rồi, cô tan bấm 1 chia cho tan. Đó, 15 độ 20 phút. 3,6470, 3,647 thôi. Rồi, đó là mình xong. Còn câu nữa đúng không? Đó là 52 độ 18 phút. 52 độ. Rồi, 18 phút. Đây, thay 52 độ 18 phút. À, mình sẽ bấm là sin 52 độ 18 phút. 0,791 hay là 791 thôi. 0,791. Hiểu không? Rồi, tương tự cosin 10 52 độ 18 phút. Rồi, 0,6115 là 612. 0,612. Ê, nó kêu mình làm tròn, đúng rồi, làm tròn. Câu A làm tròn đó hình phần nghìn, đúng rồi, 612. Ship. Rồi, mình bấm tan 52 độ 18 phút. Là 1,2938 là 294 nha. 294. Rồi, cuối cùng cô tan
Mô tan là mình đoán một chia cho tan. À, một chia cho tan 52 độ 18 phút. Là 0,7728 là 0,773. Rồi, đó là câu A. Chúng ta sẽ đi vào câu B. Rồi, câu B là như thế nào? Tìm các góc nhọn X, Y, Z, T trong mỗi trường hợp sau. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm nha, là hai chữ số hợp phần hoặc đến phút. Đó, thì ta có nè. Sin X đó, bằng này. Đó, từ đó mình phải suy ra X. Rồi, đến hàng phần trăm mình bấm là Shift Sin. Shift Sin 0,723. À, đến hàng phần trăm là 46,302 là 30. À, tức là 46,30 độ 2 x tắc sĩ là mình làm tròn đến phút là 46 độ 18 phút, giây là 9 phẩy mấy rồi cho nên bỏ đi, 30 trở lên mới làm tròn lên 1 phút được, 46 độ 18 phút. À, 46 độ 18 phút. Rồi, đó là sin x. Có y. Rồi, nó cho là như thế này. Y là đó, bấm shift code 0,828 34,106 là 34,11 độ 2 y tắc sĩ, mình làm tròn đến phút 22 giây vẫn dưới 30, bỏ đi 34 độ 6 phút. Rồi, tan Z là 3,77. Đó, mình suy ra Z xấp xỉ bao nhiêu. Đó, shift tan. Đó, 3,77. Đó, nó bằng 75 độ, 75,144 là 14 thôi. Đó, độ 2Z xấp xỉ. Mình nhấn vô, lúc độ là 8, 39 lớn hơn 40 nè. Lớn hơn 30 là làm tròn lên 1 phút là 75,9 phút. 75 độ 9 phút. Hiểu không? Tức là từ 30 trở lên là tại vì 60 chia phân nửa là 30 là phải làm tròn lên một đơn vị. Hiểu không? Đó. 3 75 độ 9 phút, 75 độ đúng không? Rồi. Rồi, rồi tiếp theo. Đó là cotang của T. Rồi thì đầu tiên á, mình sẽ tìm ra tan của T trước. Là lấy một chia cho thằng này nè, một chia 5,54 thì mình sẽ bấm là shift shift tan. Một chia cho 1,54 nha. Đây là không có nút cotang. Đó. Rồi, sẽ ra là 32,997 là 99 á, mình tăng lên một đơn vị nữa là 100 cho nên thành là 33,00. Hiểu không? Tức là T sẽ xấp xỉ 33,00 độ 2 t tắc sĩ, mình đổi về giây tức là 32 độ 59 phút. À, 59 phút mà đây 51 giây làm tròn thành lên một một độ một một phút nữa là 60 phút, mà 60 phút đổi lên thành một độ nữa cho nên ở đây mình phải hiểu là 33 độ 0,00 phút đấy, hiểu ha. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái phần thực hành 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần vận dụng 4. Câu A. Câu A là gì? Vẽ tam giác vuông có một góc 40, đo độ dài cạnh rồi dùng các số đo để tính tỉ số lượng giác của góc 40. Kiểm tra lại kết quả vừa tính bằng tay. Đó, kiểm tra kết quả vừa tính bằng tay. À, cái bài này vận dụng 4 này
thì có lẽ là mình tự vẽ đúng không? À, thầy vẽ luôn kìa. À, vẽ tam giác vuông có góc 40 độ. Thì ở đây thầy tượng trưng thôi nha. ABC có góc 40 độ. Rồi. Này thầy chia sẻ này. À, cái câu này nó yêu cầu mình như thế nào? À, vẽ một tam giác vuông có một góc là 40 độ. À, mình phải có cái thước đo độ đo 40 đúng không? Ở đây thầy lấy tượng trưng rồi nha. Rồi, xem như cái góc này là 40 đấy. Rồi, vuông. Rồi, góc này là 40 độ đây. Ừ. Rồi, tam giác này là ABC. Không, A, B, C. Rồi. Thầy sẽ đo, đúng không? Nhưng mà thật ra là không cần đo cũng được. Thầy dùng máy tính thầy bấm. Thật ra mình đo cũng được ha. Mình đo, ví dụ bây giờ mình vẽ AB đi. Ví dụ mình vẽ AB, thầy cho ví dụ AB bằng 5 đi. Đó, thì ta đo nè. Chẳng hạn là ta vẽ tam giác ABC vuông tại A và có ha, cái góc B bằng 45 độ. Góc B bằng 45 độ. Rồi, ta vẽ góc B bằng 45 độ. Mươi độ chứ. Theo như yêu cầu của nó là 40 độ. Đó. Thì ta lần lượt đo độ dài. Ta đo độ dài các cạnh của tam giác ABC. Của tam giác ABC. Được kết quả như sau. Ví dụ thầy mặc định nha. Ví dụ thầy đo AB thầy cho là bằng 5 đi. Thì thầy sẽ dùng tỉ số lượng giác, dùng máy tính để kiểm tra đó. Đúng không? Sin á, sin 40 là bằng đối chia cho kề. Vậy mình tìm đối ra mình lấy là sin 40 nhân với dưới 5. Là nó ra 3,2 mấy đó đúng không? AB là mình cho là bằng 5. Thì AC của mình tại vì sin bằng đối chia huyền, xin lỗi. Vậy là BC sin AB chúng ta cho bằng 5. Rồi. Như vậy mình tìm AC là mình tan cái đó, tan bằng đối chia cho kề, tan 40 bằng đối là AC chia kề với AC lấy tan 5 nhân tan 40. À, tại vì sin 40 bằng đối chia cho kề. Đối chia cho huyền. Rồi.
Như vậy ở đây nếu mà chính xác là cái góc đo độ này nó phải có số đo là 40 luôn á, nhưng mà thôi đi, để thầy làm gì cho nó nhanh cho bạn hiểu ha, mất công quá. Rồi tức là bây giờ mình mặc định mình gãy ngang 40 4 5 đúng không, 5 cm AB là cho 5, rồi góc B là 40, thì mình dùng cái công thức là gì, mình sẽ dùng công thức là gì thế nè, sử dụng công thức đó là sin. Mình sẽ dùng thức đó là tan đi, tan 40 độ á, bằng đối là AC chia kề là AB, để thật là đó, thì mình rút ra AC, mình sẽ lấy AB nhân cho tan 40, hiểu ha, tức là lấy 5 nhân cho tan 40 đó. Rồi thì mình sẽ bấm máy ra, lấy 5 nhân cho tan 40 nó sắp xỉ là 4,19, tức là mình đo nó lẻ lẻ cái đó, mình bỏ cái lẻ đó đi, tức là AC là bằng 4 thôi. Đó. Tức là không có thể chính xác được đúng không? Đấy, vẽ tam giác vuông là đo độ dài, là dùng thước để tính các kết quả bằng tính cầm tay. Ở BC cũng vậy, mình dùng có dùng mình dùng sin bằng đối chiếu hiền, vậy mình lấy là 4 đối là hay dùng có đi kề chiếu hiền đúng không, có 40 kề là AB chiếu hiền là BC, vậy mình tính ra BC mình sẽ lấy là AB là 5 là chỉ trừ cos của 40 độ. Đó. Sẽ là 6,5 52 đúng không? Đó, 6,52. Tức là mình đo khoảng là 6,4 hay 6,5 ha, đo khoảng 6,5. Tức là BC 6,5, mình sẽ lệch một tí xíu chứ không bao giờ giống là được, đi chưa? Rồi. Thì từ đó nó kêu kiểm tra lại máy tính cầm tay ấy, để mình kiểm tra lại, được chưa, kiểm tra lại coi nó giống hay không. Rồi từ các độ dài đo được, từ các độ dài đo được, hồi nãy ở đây là đúng ra là mình sẽ bấm là gì, tan đúng không, 5 nè nhân cho tan á, 45 độ, 40 độ á, thì nó sẽ ra là 4,19, như là 4,2 đi nó mới chuẩn. Rồi. Được chưa? Đó, là 4,2 nó mới chuẩn. Đó. Rồi. Này nó bị chính là lâu lâu nó bị từ các độ dài đo được, ta kiểm ta từ các độ dài đo được, ta có các tỷ số lượng giác của góc 40. Như sau. Ừ. Rồi sin 40 độ bằng sin bằng đối chia chu hiền. Đó là AC chia cho AB là 4,2 cho 5. Đó, mình sẽ bấm là xấp xỉ 4,2 cho 5. Đó là khoảng 0,84. À, 0,84. Rồi. Cos 40 độ. Đó, bằng kề chia cho hiền. Tức là AB chia cho BC. Sin bằng đối chia cho BC chứ không phải. AC chia cho BC là chia cho 6,5. 4,2 chia 6,5 phải đúng. Rồi, nó sẽ ra là 0,646 thì coi như là 0,65 nha. 0,65. Rồi. Cos là bằng kề chia cho hiền là AB chia cho BC là 5 chia cho 6,5. 5 chia cho 6,5. À, sắp xỉ ra là 0,77. Sắp xỉ là 0,77. Rồi. Tan 40 độ. Đó sẽ bằng là AC chia cho AB. AC đó là 4,2 chia cho AB là 5. Rồi, xấp xỉ 4,2 chia cho 5. Đó, nó sẽ ra là 0,84. Rồi, cô tan 40 độ. Nó sẽ bằng là AB chia cho AC là bằng 5 chia cho 4,2. Xấp xỉ là bao nhiêu?
5 chia cho 4,2. À, nó sẽ ra là 1,19, như là 1,19. Đó. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng máy tính. Rồi, tức là bấm shift 0,65. Đúng không? Chúng ta đã là xin 40 độ nè. Đó. Thì chúng ta bấm ra xin 40 độ, chúng ta sẽ bấm ra thử coi coi nó ra là bao nhiêu, đúng không? Còn mình bấm xin 40 độ. Đấy. Nó ra là 0,64 ha, đó, tức là nó 0,64, đó nó gần như nó giống như cái đó, đúng không? Rồi, có 40 độ. Đó. Có 40 độ. À, nó chính là ra là 0,766, 6 là 0,77 đó, thế nó chính xác rồi không đó. À, tan 40 độ, tan 40 đó, 0,839 là 84, cô tan 40 độ đó, là vậy mình nói là 1 chia cho tan nha, 40 chứ không bấm được cô tan đâu nha, không có nút cô tan, bấm 1,19 đó. À, cái trên này mình bấm lại coi sao nó hơi bị lệch đây nè, 4 phẩy xin 40 đúng không, xin 40 độ, 0,642 64 đúng rồi, còn mình bấm hồi nãy đó là 4,2 thì 6,5, 0,646 đúng rồi. Đó, mình thấy nó gần như nó chính xác, đúng chưa? Đấy, gần như nó chính xác nha. Rồi câu B. Rồi, nó kêu mình làm cái gì? Câu B. Đó là vẽ. Vẽ một tam giác vuông có ba cạnh lần lượt là 3, 4, 5. Tính tỷ số lượng giác của mỗi góc nhọn. Dùng thước đo góc để kiểm tra các góc nhọn, kiểm tra lại kết quả bằng máy tính cầm tay. Rồi, tức là mình vẽ tam giác vuông có cạnh là 3, 4, 5. Thì ở đây thầy xem như tam giác này có 3, 4, 5 luôn đi ha, cho nó nhanh. Rồi. Tức là mình phải đo chính xác nha. Nè, đầu tiên mình viết cái cạnh này là 3 trước nè. Đó, cạnh này phải viết 3. Đó, đứng này mình cho 3 cm. Thì ngang mình cho 5 cm. Thấy chưa? Rồi. 4 cm thì chắc chắn cái cạnh này không cần đo cũng biết nó 5 cm, dùng Pythagore đó, được chưa? Đó. Dùng Pythagore. Rồi. Như vậy cái hình này mình sẽ kiểm tra nó lại như thế nào đây. Dùng tức là tính các tỷ số lượng giác. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tính các cái nãy này ABC để cho cái tam giác khác đi cho nó lạ đi ha, để hôm nó trùng câu MNB đi, hai câu khác nhau đi, được chưa? Ừ. Cho mình dễ. Rồi thì đầu tiên chúng ta câu B nó kêu mình hãy vẽ cái tam giác này có tam giác vuông có ba cạnh là này, mình sẽ dùng Pythagore đảo để mình chứng minh nó là tam giác vuông tại đâu nha. Chúng ta hãy xét là chẳng hạn, ta sẽ chẳng hạn chúng ta xét nha, chẳng hạn tam giác MNB vuông có MB bằng 3 cm, MN 4 cm, NB bằng 5 cm. Đấy, thì ta có cái gì? MB bình phương cộng MN bình phương sẽ bằng NB bình phương. Vì sao? Vì MB là 3 bình này, cộng 4 bình này, nó bằng 5 bình. Cho nó cùng bằng 25. Này. Hiểu chưa? Đó, hai này cùng bằng nhau. Cho nên suy ra cái tam giác. Đó. Tam giác MNB. Đúng không? 5 lớp 8 học về vuông tại đâu?
vuông tại M theo cái định lý Pythagore đảo á. Rồi thì từ đó chúng ta mới dùng được tỷ số lượng giác ha. Rồi các tỷ số lượng giác của góc N là, đó, mình sẽ dùng là sin N bằng đối là MB chia huyền là NB là 3 phần 5. Rồi, cosine của góc N đó, là bằng đối chia cho huyền, nên kề chia cho huyền MN chia NB là bằng 4 phần 5. Tan của góc N là bằng đối chia kề là MB chia MN bằng 3 phần 4. Cô tan của góc N bằng kề chia cho đối NB chia MB. Cô tan kề chia đối đúng không? Là MN. Cô tan là của góc N là kề chia cho đối là MN chia cho MB. Là bằng 4 phần 3. Rồi, đó là tỷ số lượng góc của góc N. Rồi. Nãy chúng ta học cái tính chất ở đó hai góc phụ nhau, làm cho nó nhanh chỗ này ha. Vì tam giác MNB vuông tại M nên cái góc N và góc B là hai góc phụ nhau. N và B là hai góc phụ nhau. Đúng không? Khi đó tỷ số lượng giác của góc B, khi đó các tỷ số lượng giác chậm cái đấy. Khi đó các tỷ số lượng giác của góc B là của góc B là đó, mình ghi là sin sin góc B là bằng cos góc N đúng không? Hai cái đó sin thì bằng cos cos bằng sin, tan bằng cotan. Cô tan bằng tan, có góc B thì bằng là sin góc N. Cái này là mình mới học nãy rồi ha. Tan góc B là bằng cô tan N. Rồi, cô tan góc B là bằng tan N 3/4. Rồi. Đó. Thì ở đây chúng ta dùng thước đo góc. Nó kêu đo đúng không? Dùng thước đo góc thì ở đây dùng cái thước đo đi, nếu em tự đo ta có cái góc B đo thì nó sẽ chính xác đó, sắp xỉ. Mình sẽ bấm shift sin của 4 phần 5 cho nó nhanh đúng không? Đó. Còn mình thì mình tự đo, ở đây thì không đo ha, mình tự đo đó là 53,13, coi như là phẩy một độ đi ha, tại cái thước này không có dùng hai chữ số nổi đâu. Một đó, còn góc N thì mình lấy 90 trừ 53,1 thôi nha. Nó sẽ xấp xỉ là 36,9 đúng không? Rồi vậy là nó kêu kết quả kiểm tra là kết quả bằng cái tích cực tan đó. Rồi, thì chúng ta phải nói là gì? Từ các tỷ số lượng giác trên. Đó, sử dụng máy tính cầm tay. Ta thu được kết quả xấp xỉ. Kết quả đo góc. Kết quả khi đo góc. Đó, thật ra này là mình đo bằng thước nè. Thước đo độ nè. Tại thầy làm máy tính. Đó mình kiểm tra lại thì nó dọc nè. Nó như nó gần bằng như cái đó luôn chứ không có chính xác 100% được nha. Rồi đó là chúng ta hoàn thành xong cái phần lý thuyết. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào phần bài tập. Ở đây cho tam giác ABC vuông tại A, tính tỷ số lượng giác của góc B trong các cái trường hợp sau đây. Rồi, nó cho 4 câu A, B, C,
Rồi, ta đi vào từng câu. Rồi, cho A, B, C với AB. Thì ta sẽ đi vào câu A trước. Thì ta có là cái gì? Tép. Tam giác. AB, C, vuông tại A, giả thiết. Nó cho AB với BC, vuông tại A thì cạnh huyền cạnh BC, mình dùng Pythagore ha. BC bình bằng AB bình. Còn AC bình. Đó là định lý Pythagore. Rồi mình rút ra AC bình à, lấy BC bình trừ AB bình à. Rồi mình lấy căn lại luôn, AC bằng căn BC bình trừ AB bình, BC bình là 5 bình trừ cho 3 bình là căn 25 trừ 9 căn 16, căn 16 là ra 4 rồi cm. Rồi sau đó mình mới tính là các cái tỷ số lượng giác của góc B, nó kêu tính góc B thôi nha. Rồi ở đây á, mình lấy cái tam giác vuông này thôi, mình lấy đại diện thôi ha, chứ mình không cần ghi góc ra đâu. Thì ở đây AB mình đóng vai trò là, nói chung là AB bằng 3, BC bằng 4, thì có thể nó ngược lại một tí thôi. Tại vì AB nó lớn, nó nhỏ hơn AC đúng không? Vẽ tượng trưng thôi nha, không cần ghi cái số đo đâu. Đấy, chúng ta không cần ghi số đo. Để đi thi có cần vẽ hình không? Cũng không cần vẽ, vẽ cũng được mà không vẽ cũng được. À, nhưng mà chúng ta phải hiểu là ghi phải ghi ta, nếu có vẽ là phải vẽ không có chính xác được. Ví dụ mấy cái bài này sao vẽ chính xác được 5 căn 2 này, hiểu không? Tức là vẽ tượng trưng hơn, nó dài hơn, ngắn hơn thôi chứ không có vẽ được cái kiểu ra chính xác cái số đo luôn nha. Sin bằng đổi chia kề là AC chia cho BC là 4 chia cho 5. Cosin góc B bằng kề chia cho huyền. Sin bằng đổi cho huyền, cosin bằng kề chia huyền. Rồi. Tan góc B bằng đổi chia cho kề. Rồi, cotan góc B bằng kề chia cho đối. Rồi, chúng ta kết luận vậy. Sin góc B bằng 4 phần 5. Đó. Cosin góc B là 3 phần 5. Tan góc B là 4 phần 3. Cotan góc B là, ê, cotan là 3 phần 4 chứ. Đó. 3 phần 4. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong câu A. Bây giờ ta đi vào câu B. Cũng y hệt như thế này, đúng không? Chúng ta cũng dùng định lý Pythagore. Đấy. Tam giác ABC vuông tại A. Ở đây chúng ta sẽ rút ra cạnh AB. AB bình. Đúng không? Là BC bình trừ cho AC bình. À, mình rút ra AB. BC bình trừ cho AC bình. Rồi, BC là 13 bình trừ 12 bình. Đó, nếu như chúng ta không biết thì chúng ta bấm máy căn 13 bình trừ 12 bình. Đấy, nó sẽ bằng là 5 cm. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ dùng các tỷ số lượng giác của góc B. À, để copy cho nó nhanh. À, AB. AB là 12. À, sin bằng đối chữ huyền. AC là 12. Rồi, BC là 13. Rồi, ở đây 5 chia cho 13. Thay số vô thôi, được chưa? Rồi, ở đây chia cho 12 chia cho 5. Rồi, 5 chia cho 12. Vậy mình kết luận đây ha, là 12 phần 13. 5 phần 13. 12 phần 5. Rồi, 5 phần 12. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong câu B. Rồi, bây giờ ta đi vào câu C. BC với AB.
C C này nội dung nó giống như hình như câu B này, nó chỉ khác cái số liệu thôi, được chưa? Rồi giờ mình sẽ rút cái này ra. Đó, BC bình tức là 5 căn 2 bình phương, được không? Trừ AB bình là 5 bình. Rồi chúng ta sẽ bấm máy. 5 căn 2 bình phương trừ 5 bình ra là 5. Rồi vậy ta thay số vô. Ở đây lấy 5 chia 5 căn 2 là còn 1 chia căn 2, nãy mình nhân á, tử và mẫu là ra căn 2 chia cho 2. Rồi cosin góc B. Rồi lấy AB chia cho BC, lấy 5 chia cho AB cũng là 5 luôn. AB 5 rồi, đúng vậy, y chang. Chia cho 5 căn 2 tức là tam giác vuông cân, hiểu không? Có hai cạnh bằng nhau. Rồi cotang mình sẽ lấy 5 chia cho 5 bằng 1. Tan ở đây cũng vậy, 5 chia cho 5 bằng 1. Rồi vậy chúng ta kết luận ha. Sin B là bằng căn 2 chia cho 2. Cosin B là bằng căn 2 chia cho 2. Tan B là bằng 1. Và cotang B là bằng 1. Rồi chúng ta hoàn thành câu C. Bây giờ tôi sẽ đi vào câu D. Câu D là AB với AC. AB với AC. Rồi thì ta tìm cho BC. Đó, xét tam giác ABC vuông tại A. Chúng ta sẽ dùng định lý Pythagore. Được chưa? Rồi ta rút ra BC bằng căn AB bình cộng cho AC bình là A căn 3 bình cộng A bình. Mình hiểu là A căn 3 đó là A bình là A bình, 3 căn 3 bình là 3. 3 bình cộng A bình là 4 A bình. Thì 4 căn của 4 mình bấm máy được nó ra là 2, A bình đem ra là A. À, tại vì cái phần này nằm ở chương 3 mình chưa có học, mình phải hiểu vậy nha. Đem A bình ra được là A, 4 là 2 bình đem ra là 2 đó. Rồi. Các tỉ số lượng giác của góc B. Đó. À, mình thay vô. Ở đây AC chia BC là A chia cho 2A, rút gọn là 1 phần 2. Rồi góc B. Đây là AB chia BC, A căn 3 chia cho 2A, rút gọn A còn là căn 3 chia cho 2. Ở đây mình lấy là A chia cho A căn 3, đơn giản A còn là 1 chia căn 3. Rồi là căn căn 3 chia cho 3, bấm máy ra là như thế. Sau này mình không cần bấm máy đâu, mấy cái đó mình biết hết rồi. Bây giờ mới học mình chưa biết. A chia căn 3 chia cho A, đơn giản A còn lại là căn 3. Rồi, thế là chúng ta hoàn thành xong bài tập số 1. À, rất là dễ đúng không? Rồi, bây giờ ta sẽ đi vào bài tập số 2. Tính giá trị của các biểu thức sau. Nó cho A với B. Rồi, thì ở đây ta có A. Đó. Ta bấm sin 30 ra. Thì cái bài này chúng ta phải tính bằng máy tính nha, chứ không có thể nào tay được đâu. Nhớ thì càng tốt, còn không nhớ là bấm máy. Sin 30. Đó, nó ra là 1 phần 2. Rồi, cos 30. Ta bấm cos 30 ra. Đó, nó sẽ ra là căn 3 chia 2. Rồi, cotang 45 là chúng ta bấm 1 chia cho tan thôi, chứ không có bấm được cotang nha. Luôn luôn cotang chuyển về 1 chia tan là bằng 1. Đó là 1 nhân căn 3 là căn 3 nè. 2 nhân 2 là 4, còn chia 1 coi như là khỏi chia. Đấy. Được ha? Thì chúng ta kết luận là đó, vậy A sẽ bằng là gì? Vậy A sẽ bằng là căn 3 chia cho 4. Rồi, câu B. Ở đây, mình sẽ tính B ra.
À, mình ghi là cái chữ này cái chữ ta khỏi đi ha. Tan 30 độ, bấm tan 30 độ. Anh sẽ ra là căn 3 chia 3. Rồi, cos 45 độ. Cos 45 độ. Sẽ ra là căn 2 chia 2. Cos 60 độ. Sẽ ra là 1 phần 2. Rồi, tới đây. Mình hiểu nè, căn 3 chia 3 để lại đúng không, tức là mình làm thủ công nha, không có dùng máy tính nè. À, căn 2 nhân 1 là căn 2 chia cho 4 đó. Chia thì thành nhân đảo ngược, nhân cho 4 chỉ căn 2 đó, nó bằng là ở đây đúng không, mình sẽ lấy là 4 căn 3 nhân chia cho 3 căn 2, thì ở đây mình sẽ, tức là tới đây mình sẽ nhân tử và mẫu cho căn 2 vô để nó mắc căn căn 3 nè. Đó, nói chung là ở đây tới đây thì rồi à, chúng ta nhân cho 3 căn 2 nè, ta nhân cho căn 2 à, ở đây là nhân cho căn 2. Sau này mình học chương 3 sẽ hiểu này nha, là 4 căn 3 nhân căn 2 là lấy 3 nhân 2 đó là bằng 6. Rồi, chia cho căn 2 nhân căn 2 là 2. Đúng không? Căn 2 với căn 2 là 2, 2 với 3 là 6. Rút gọn cho 2 đi. Còn là 2 căn 6 chia cho 3. Còn không, mình bấm máy từ đây nè. Nguyên cụm này bấm ra này luôn cũng được. Tức là cái khâu này mình bỏ qua cũng được. Nhưng mà mình mới học, mình chưa biết đúng không? Thì mình làm gì đi. À. Rồi, là chúng ta hoàn thành xong bài số 2. Rồi, ta sẽ đi vào bài số 3. Bài tập số 3. Hãy viết các tỷ số lượng giác sau thành tỷ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45 độ. Tức là mình sẽ dùng công thức 90 trừ alpha, alpha đó, ha. Rồi, sin 60. Thì ta có câu A, B, C, D đây. Cái này nãy mình học rồi, đúng không? Rất là dễ, không khó. Rồi, ta có. Đó, hồi nãy mình học sin, sin thì nó bằng cos, đúng không? Sin 60 độ thì sẽ bằng là cosin của 90 trừ 60. Đó, tức là sẽ bằng là cosin của 30 độ. Đó. Thì chúng ta kết luận vậy. Sin 60 độ sẽ bằng là cosin của 30 là nhỏ hơn 45. Đúng không? Đó. Rồi. Ta có. Vậy. Đúng không? Đã, cái sườn của nó là như thế. Rồi. Cosin của 75 độ sẽ bằng là sin của 90 độ trừ 75 độ. Nó sẽ bằng là sin của 15 độ. Vậy cosin 75 độ đưa về 15 là nhỏ hơn 45. Rồi, ta có tan của 80 độ là bằng cotan của 90 độ trừ cho 80 độ là bằng cotan của 10 độ. Rồi, ta sẽ đưa về. À, 10 độ là nhỏ hơn 45 độ. Rồi, là chúng ta hoàn thành xong bài số 3. Ta đi vào bài số 4. Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỷ số lượng giác của các góc sau. Tức là chúng ta sẽ bấm máy ra hết tan sin cos tan của tan, hiểu không? Rồi, câu A, B, C, D. Rồi, câu A. Đấy, cái này thủ công nó bấm chứ có gì đâu có, tỷ số lượng giác của góc 60 26 độ ha. Đó, tỷ số lượng giác. Tỷ số lượng giác của góc 26 độ là có 4 giác ha, tỷ số lượng giác của góc 26 độ là mình sẽ bấm là sin 26 độ. Đó, nó sẽ không yêu cầu mình làm tròn bao nhiêu đúng không? Mình cứ làm tròn hai chữ số thôi là chuẩn. À.
Rồi, sin 26. À, sẽ là 0,438 là 0,44. Rồi, cos 26. Rồi, mình sẽ bấm cos 26 độ. Tức là bây giờ đã cho nhanh nè, 26 độ đúng không? À, mình sẽ bằng cái. Rồi, sau đó mình bấm chữ cos của n. À, sẽ bằng không phải thôi bấm gì còn lâu nữa, 0,89 là hình 98 là hình là 0,90 đúng không? À, hai chữ số tan 26 độ, để thấy làm gì còn lâu hơn, bấm gì hay còn nhanh hơn. Rồi, 0,487 là 49, cô tan 26 độ là bấm một, mình bấm một chứ cho tan, à, chứ không bấm được cô tan đâu, 0,2,05. Rồi đó là xong câu A. Câu B, các tỷ số lượng giác của góc 72 độ. Rồi, sẽ để đây là 72, à, mình sửa là 72. À, mình bấm sin của 72 độ. Cái này thủ công quá ha. Rồi 0,951 là 0,95. Rồi. Ở đây cosin của 72 độ là 0,309 là 31. Rồi tan của 72 độ là 3,077 là 3,08. Rồi, một cô tan là bấm một chia tan 72 độ là 0,3249, tức là 0,32 thôi, đúng không? Đó, 0,32. Rồi, cái câu C. Tỷ số lượng giác của góc là 81 độ 27 phút. Đó, 81 độ 27 phút. Rồi sin 81 độ 27 phút. Sin 81 độ 27 phút. Rồi nó ra là 0,9988 là 0,99. Đúng không? Rồi, tiếp theo là bấm cos của 81 độ 27 phút là 0,148 là 0,15. Rồi tan 81 độ 27 phút là 6,651 là 6,65. Rồi, cô tan 81 độ là bấm 1 chia cho tan 81 độ 27 phút. Rồi, sẽ ra là 0,150 là 0,15. Rồi, là chúng ta hoàn thành xong bài số 4. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 5. Rồi. Có hai câu AB. Rồi, yêu cầu mình làm cái gì? Đó là sử dụng máy tính cầm tay để tìm góc nhọn alpha trong mỗi trường hợp sau đây. Cái này dễ quá, đúng không? Cos alpha bằng 0,6. Bây giờ mình sẽ bấm máy tính ra. Dễ mà, đúng không? Suy ra alpha sắp xỉ bao nhiêu? Nó kêu mình tính góc nhọn alpha, nó không yêu cầu mình làm nó tìm góc nhọn, nó không yêu cầu mình làm gì, đúng không? Thì mình thường sẽ làm tròn đến 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 gì, đến độ hai chữ số hợp phần chứ không có phút giây ha. Rồi bấm là shift code của 0,6. Đó, hiện là 53,130 là 53,13 thôi.
tức là đưa về độ, chừng nào nó hỏi phút giây thì mình đưa phút giây đó. Còn chấn lược vậy alpha sắp xỉ, mấy cái kia nhiều quá hay làm biến kết luận nha. Rồi tiếp theo cô B là đã có tan bằng này đó, sẽ mới suy ra alpha sắp xỉ. Rồi mình bấm shift tan của 3/4. À, nó ra là 36,869 là 36,87 à, tức là ở đây nó sẽ ra là 36,87 độ. Rồi. Còn nếu mình không thích thì mình bấm thêm hay cũng được, hay 36 độ bao nhiêu phút á. À, mình đổi về phút luôn, 36 độ 52 11 là bỏ đi, 52 phút. 36 độ 52 phút mình làm giống như nãy cũng được. Rồi hay là 0,6 là shift code 0,6. Đó mình bấm phút là 37, 33 độ 7 phút 48 giây, làm tròn lên 1 độ là 53 độ 8 phút. À, 2 alpha sắp xỉ. Rồi. À, 2. Rồi cái lượng vậy alpha bằng này, 2 bằng này. Rồi là chúng ta hoàn thành xong bài số 5. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 6. Bài toán thực tế. Tính tia nắng chiếu qua nóc một tòa nhà hợp với mặt đất một góc alpha. Đây, đây có alpha. Rồi cho biết tòa nhà cao 21 mét và bóng của nó trên mặt đất là 15. Rồi, 21 bóng 15. Hãy tính góc alpha. Thì cái bài này dễ. Tức là đối với cái bài này, mình có thể là vẽ lại cái hình. Được chưa? Mình vẽ lại cái hình, mình đưa vô ABC vô. Đó. Nhưng mà vẽ cái hình thôi chứ chúng ta không không có vẽ vẽ hết cái tòa nhà nha. Để thầy đưa luôn cho nó nhanh đó. Ở đây thầy đưa là ABC. Là đi thi mình chỉ vẽ vô cái tam giác thôi, chứ không có vẽ cái tòa nhà nha. À, đó. Có những bài thì người ta cho sẵn luôn. Đó. Hiểu ha? Rồi, tức là chúng ta ghi cái câu là vẽ lại hình cho bài toán. Rồi, ta mới xét cái tam giác là gì? ABC vuông tại A. Đó. Đúng không? Dạ thiệt. Rồi mình suy ra cái gì, mình mới ta có tỷ số lượng giác có alpha, mình dùng nó có cạnh đối với cạnh kề là mình dùng tan với cotang thôi, nhưng mà máy tính không có cotang cho nên phải dùng tan nha. Rồi ta có tan alpha đó. Chính là bằng tan của góc C và bằng AB chia cho đối chia kề AC, là lấy 21 chia cho 15. À, mình sẽ rút gọn ha, để 21 chia cho 15 nó sẽ ra là 7/5. Rồi mình mới sử dụng máy tính cầm tay, bởi vì nó kêu làm tròn kết quả alpha, từ đó mình mới suy ra được alpha nó xấp xỉ bao nhiêu. Mình bấm shift tan 7/5 đó. Và nó yêu cầu mình là làm tròn kết quả đến độ thôi, tức là không chỉ số hợp phân 54,4 là bỏ đi 4 đi, từ 5 trở lên mới lên 1 độ là 54,4 thôi. 54 thôi, 54 đó. Và chúng ta kết luận à, vậy theo yêu cầu của đề bài đó, nó hỏi gì mình sẽ trả lời cái đó. Đó là tính góc alpha, vậy góc alpha xấp xỉ đó, 54 độ. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu câu 6. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào câu 7. Bài toán thực tế tiếp theo. Một cái thang dài 12 mét đặt tựa vào bức tường, sao cho chân thang cách bức tường 7 mét, góc tính góc alpha của bức tường. Đấy. Rồi, tính góc alpha của thang tạo bởi thang và bức tường. Thì cái đề này
nó chỉ cho AB thôi, tại sao nó không cho C, tại nó thích cho vậy đó. À, cho nên mình bây giờ mình phải sao đưa thêm chữ C vô, tại sao nó không để luôn chữ C, tại nó thích như vậy, mình hiểu không, nó thích như vậy thì mình phải làm theo như vậy thôi. Hay vậy đưa chữ C luôn cho mình khỏe đúng không, à tức là nó không đưa thì em phải ghi cái câu đó là vẽ lại hình cho bài toán, vẽ là vẽ tam giác thôi chứ không vẽ cái thang gì chưa nha. Rồi đó, vẽ lại hình cho bài toán rồi sau đó mình mới đó, sử dụng kiến thức toán học để mình xử lý bài này, hiểu nha. Rồi tất nhiên là cái bài này nó vuông mà mình không cần phải nói ha, tức ta là xét cái tam giác là gì, a b c vuông tại c là do giả thiết cho ha. Rồi mình ta có các tỉ số lượng giác, mình dùng cái gì liên quan đến cạnh AC với cái cạnh AB đối chiêu hiền là dùng sin đúng không, sin alpha nó chính là bằng gì, nó chính là bằng sin của góc B là bằng AC chia cho AB. Rồi AC là 7, AB là 12, không rút gọn được, từ đó mình phải bấm ra cái góc alpha đó, nó xấp xỉ 7 phần 12 xíp sin 7 chia 12. Đó. Rồi, thì nó bằng là 35,68. Nó yêu cầu mình làm tròn đến gì? Tính góc alpha, góc tại bài bức tường, nó không yêu cầu mình làm tròn gì chứ. À, tự nhiên mình tính tới độ đi ha, giống như bài trên đi. 60 hay là mình làm hai chữ số cũng được. 69, 35,69 không mà thường cái này làm độ luôn đi ha. Là 30 5,6 mấy thì lên thành là 36 đi. Rồi, mặc dù nó không cho nhưng mà mình thấy cái bài trên nó kêu làm đến độ thì mình bắt chước cái bài này làm đến độ ha. Đấy. Vậy nó kêu tính góc alpha tạo bởi thang và tường. Vậy góc alpha tạo bởi thang và tường. Đó, xấp xỉ là 36 độ. Đó. Là đúng không? Chúng ta hoàn thành được cái đề này đó.